Top 10 nữ diễn viên hot nhất quý 2 năm 2021, nhiệt ba không ai làm lại, Triệu Lệ Dĩnh lẹt đẹt nhưng hạng 2 mới sốc nhất. Vừa qua, top 10 nữ diễn viên phim dài tập hot nhất trong quý 2 của năm 2021 đã chính thức lộ diện. Nhìn chung bảng xếp hạng lần này là cuộc chơi của các tiểu hoa đán lứa 90, thậm chí là lứa Gen Z sôi nổi. Nhân vật gây chú ý đầu tiên chắc chắn phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh ở hạng 7. Dù có thứ hạng không cao nhưng khán giả cũng không buồn lo vì Triệu Lệ Dĩnh không có sản phẩm nào quá nổi bật trong quý 2, ngoại trừ dự án đặc biệt Đồng Ruộng Hy Vọng. Mặt khác, top 10 nữ diễn viên lần này còn có một số cái tên bị chê bai kịch liệt, bao gồm Lý Thẩm, Trình Tiêu, Châu Đông Vũ. Hàng loạt bộ phim như Quân Trăng Thân Yêu, Thiên Cổ Quyết Trần và Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đều bị khán giả phê bình tiêu cực, thậm chí chê bai và ném đá. Hai chị em nhà trường ca hành, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư có số phận khá trái ngược. Trong khi cô chị Nhiệt Ba thì đứng ở vị trí số 1 cực kỳ đỉnh, thì cô em Triệu Lộ Tư ngậm ngùi chốt sổ ở hạng 10. Sau trường ca hành, Triệu Lộ Tư gây thất vọng với phim ngôn tình Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, vốn dễ đoán và nhàm chán. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn trở thành đại sứ toàn cầu Tencent, mảng diễn xuất vô cùng rộng mở. Thế nhưng hai nhân vật gây sốc nhất lại đứng ở vị trí thứ 2 sau Địch Lệ Nhiệt Ba. Với thành công ngoài mong đợi từ bộ phim ngôn tình Khúc Biến Tàu Ánh Trăng, Ngô Thư Hân đã được đông đảo khán giả yêu thích, thậm chí có chút mong chờ các sản phẩm sắp tới như Thương Lan Quyết. Và sau đây là top 10 nữ diễn viên phim dài tập có nhiệt độ cao quý 2 2021. Vị trí đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba, thứ 2 Ngô Thư Hân, thứ 3 Cảnh Điểm, thứ 4 Lý Thẩm, thứ 5 Châu Đông Vũ, thứ 6 Trình Tiêu, thứ 7 Triệu Lệ Dĩnh, thứ 8 Lương Khiết, thứ 9 Châu Dã, thứ 10 Triệu Lộ Tư. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!